33 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, Oai Đức Quán Âm. Vào giữa năm nhà Đường, nước lân cận Cao Ly Triều Tiên nhiều lần đưa binh khiêu chiến Trung Nguyên. Đường Thái Tông là Lý Thế Dân vô cùng phẫn nộ, đã hạ lệnh dẫn theo quân thần sang đánh Cao Ly. Ngày biên giới, quân nhà Đường và binh sĩ Cao Ly đại chiến 4 ngày 4 đêm, máu đổ đầy trời, sinh linh đồ thán. Sau đó, binh sĩ nhà Đường đóng quân nghỉ ngơi ngoài thành. Báo! Quân nhà Đường đang quá mệt mỏi, chịu không nổi nữa rồi, vì lương khô đã cạn, đang đóng quân ở ngoài thành. Được, chúng ta tập hợp binh sĩ lại, không giao chiến nữa, ép quân nhà Đường lui binh. Khi trời sắp tối, Lý Thế Dân hạ lệnh cho mấy ngàn binh sĩ tiến lên phía trước chiều chiến. Sau mấy hiệp, sức chiến đấu của quân nhà Đường không chống đỡ nổi nên ùn rút lui. Binh sĩ nước Cao Ly đã đuổi theo họ đến một ngọn núi. Lý Thế Dân đích thân thống lãnh 5 vạn binh sĩ đến viện trợ. Lúc này binh sĩ nước Cao Ly vừa đến, bọn họ dựa vào vách núi đóng quân ở đó, xếp hàng dài 40 dặm. Lý Thế Dân đem hơn 5 vạn binh sĩ nhà Đường từng đoàn đến viện trợ phá vòng vây. Binh sĩ liên tiếp ngày đêm bàn bạc kế sách bao vây đột nhập. Lý Thế Dân ra lệnh cho các vị tướng thống lãnh binh tiến thẳng về trước bên khe núi phía Tây và khe núi phía Bắc để mai phục. Hạn định 2 ngày sau khi tiếng trống báo hiệu, đồng loạt xông ra phá vòng vây. Ngày hôm sau, khi mặt trời lặn, khe núi sương mù dày đặc, quân nhà Đường ở hẻm núi phía Tây nhân lúc sương mù dày đặc mà bày binh bố trận ở hang núi. Thật bất ngờ, thời tiết đột ngột thay đổi, mây tan, sương tan, mặt trời ló dạng, binh Đường bị binh sĩ Cao Ly phát hiện, hai bên tan sát lẫn nhau, người ngựa kinh hoàng hoảng loạn. Trong lúc binh nhà Đường bị rơi vào thế nguy khốn, lúc này đích thân Lý Thế Dân xuống ngựa, rút ra thanh bảo kiếm đưa lên trời phát thệ nguyện. Cho dù cuộc chiến không thể thắng, nhưng ta cũng phải bảo vệ tánh mạng của các tướng sĩ của ta. Quán Thế Âm Bồ Tát có thể cứu người trong lúc gặp nguy nan. Hôm nay ta Lý Thế Dân không vì lời nói cẩu thả của mình, nhưng nguyện trong khe núi này, tánh mạng của mấy mươi vạn chiến sĩ sẽ được bảo hộ. Ta chết nào có đáng gì? Lời nói vừa thốt ra không bao lâu, bầu trời đột nhiên u ám, gió nổi lên bốn hướng, đá vụn bay tứ phía. Binh sĩ hai bên đều bị gió to làm cho mắt lờ mờ. Mười mấy vạn binh lập tức im hơi lặng tiếng. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một vị thần kim giáp, thần mộc cao lớn kỳ lạ khác thường. Vị tướng thần đó hét lên một tiếng thật to, sau đó lao vào doanh trại của nước Cao Ly. Khắp nơi người người ngã xuống bất tỉnh, binh sĩ hai bên sững sờ kinh ngạc. Lý Thế Dân thừa cơ đứng lên, lập tức ra lệnh cho tất cả binh sĩ đều hướng về con đường. Mà thần tướng kim giáp mở đột phá vòng vây thoát ra ngoài. Sau khi phá vòng vây thành công, mọi người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đài hào quang. Dưới hào quang có đám mây màu hồng đang bay lên, tạo thành một tòa hoa sen. Ngồi trên tòa hoa sen là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, diện mạo uy nghi. Cuộc sống phải có đức hạnh tốt. Ta hy vọng các ngươi từ đây về sau hóa giải oán thù, hành thiện tích đức, quy y Tam Bảo, tất cả không tạo nghiệp sát nữa. Lý Thế Dân vội vàng dẫn binh Đường ra hướng đến Ngài mà lễ tạ. Chúng con tuân theo lời giáo huấn của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhà Đường sau khi chiến thắng trở về, Lý Thế Dân ra lệnh cho xây dựng một ngôi tự miếu, đặt một tôn tượng Quán Âm, sáng tối đều lễ bái và ngừng chiến tranh kể từ đây. Ông luôn đối đãi tốt với tất cả dân chúng. Câu chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn được lưu truyền, dân chúng ùn kéo đến lễ bái, cúng dường Tam Bảo, ăn chay tụng kinh, phóng sanh từ bỏ giới sát. Từ đó về sau, nhà Đường trở thành một đất nước phồn thịnh, quốc thái dân an, lịch sử gọi là Trinh Quán Chi Trị. Lần này Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện chính là Oai Đức Quán Âm. Đã phát Nam.